Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình là một chiếc iPad Air 5, một chiếc iPad được sản xuất vào năm 2021 và nó sẽ có những cái thay đổi rất là lớn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một con chip M1 mới của Apple tự sản xuất, đó chứ không phải là những cái dòng chip A như trước đây nữa. Và thứ hai là chúng ta sẽ có một cái dung lượng RAM là 8GB, rất là nhiều và chúng ta có thể dùng được rất là nhiều ứng dụng như vậy. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể cài đặt được cái vân tay trên chiếc iPad Air 5 này, xem nó có nhanh hơn hay là nó sẽ có những thay đổi gì so với những chiếc iPad đời trước hay không. Thì từ những cái dòng như E4 và E5, chúng ta sẽ có một cái nút cảm biến vân tay trên nút nguồn như thế này, tương tự như cả chiếc iPad mini 6 nữa. Đó, thì với một con chip mới, một cái phần cứng như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay rất là nhanh, vân tay một chạm nhá. Đó, thì chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác để cài đặt được vân tay cho chiếc iPad này rất là dễ dàng như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt. Đó. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần đó là phần cảm biến vân tay và passcode như thế này. Đây mình. Ok, tiếp đến các bạn sẽ vào cho mình phần mục Touch ID và mật mã như thế này. Đó. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cái mục thêm dấu vân tay thì bạn sẽ chọn. Đấy, và sau đó bạn sẽ sử dụng ngón tay và đặt lên. Thì thường thì mình sẽ dùng ngón trỏ như thế này thì nó dễ hơn, bởi vì những cái ngón khác với lên tương đối khó nên sẽ mình sẽ sử dụng ngón trỏ. Đấy, các bạn chỉ cần đặt vân tay như thế này rồi, rất là dễ và nhanh. Các bạn có thể đặt nhanh. Đây, làm nhanh như thế này, bấm tiếp tục. Đấy. Các bạn cứ đặt thay đổi vị trí của các ngón tay như thế này nhá. Đó. Ok, khi nào nó lấp đầy toàn bộ cái phần đỏ và hiện chữ tiếp tục như thế này là xong. Đấy. Tiếp đến thì bạn sẽ nhập cho mình một cái mật khẩu. Mình sẽ để mật khẩu là 0 như thế này, vẫn sử dụng. Đấy. Đây là mình làm mẫu cho các bạn test thôi nên các bạn có thể bỏ qua nhanh cái bước này. Rồi, sau khi đã chọn vân tay và xác minh xong, các bạn thì thấy nó sẽ mở tất cả các phần lên như thế này. Ok, như vậy các bạn thoát ra, khóa màn hình lại. Ở đây khi các bạn chỉ cần chạm vân tay vào như thế này, các bạn ấn nhẹ một lần. Đấy, là máy nó sẽ tự động mở luôn. Nhưng bắt buộc các bạn phải nhấn nhá, chứ không thể chạm mà nó tự mở. Các bạn phải nhấn và giữ tay vân tay ở trên. Đấy. Này, ví dụ bây giờ mình sẽ mở sáng màn hình lên để vân tay vào thì nó sẽ mở khóa và hiển thị toàn bộ những thông tin ở đây. Các bạn phải giữ thì nó mới mở khóa. Đó, rất là thông minh như thế. Ví dụ trước đây như Face ID các bạn chạm vào màn hình thì Face ID nó sẽ quét và nó sẽ mở khóa hiển thị toàn bộ nội dung thông tin. Còn ở đây thì các bạn bắt buộc các bạn phải chạm vào màn hình này, giữ tay. Đấy, thì nó sẽ mở và hiển thị toàn bộ thông tin. Chạm để mở khóa và giữ để nó hiện lên. Đây, để nó vào màn hình chính. Đó, thì đấy là một cái thao tác sử dụng cái Touch ID này. Mình sẽ làm lại nhá. Để không phải bấm nút nguồn một lần nào cả thì các bạn chỉ cần chạm hai lần vào màn hình cho sáng lên, sau đó giữ tay. Đó, để vào màn hình chính. Các bạn sẽ chờ khoảng 1 giây để vào màn hình chính nhá. Còn đối với trường hợp các bạn không muốn vào màn hình chính, các bạn chỉ muốn đọc những thông báo thôi thì các bạn chạm hai lần, sau đó các bạn giữ, chạm nhẹ, chạm một lần vân tay lên đây là ok, là nó sẽ mở khóa và hiển thị toàn bộ nội dung thông báo lên. Đó, tiếp tục vào màn hình chính thì bạn vuốt. Đây, chạm một lần để mở này. Đó, vuốt để vào. Đấy. Hoặc các bạn bật lên. Chạm một lần để mở và chạm tiếp một lần nữa để nó sẽ vào trong. Đó. Còn nếu mà các bạn nào không muốn chạm hai lần kích đút vào màn hình thì các bạn chỉ việc bấm đấy, đặt vân tay lên trên nhé, bấm một lần đấy là nó sẽ tự động vào. Đó, thì đấy là cách các bạn có thể sử dụng được vân tay trên một cái chiếc iPad Air 5. Đấy, theo mình đánh giá thì cái vân tay này nó rất là nhanh, tốc độ phản hồi quá ok luôn và không có cái độ trễ. Đó, thì trên đây là cái đánh giá nhanh của mình và hướng dẫn cách sử dụng cài đặt vân tay trên chiếc iPad Air 5. Các bạn thì vào trong playlist mình để tham khảo thêm các clip khác nhá. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.